Thịnh Pháp Sư trước ngài, trước khi ngài trời siêu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn huynh Quách Thanh Áo sức càng đậm cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tha Sa. Phạm Thiên vẫn nhậm ngồi khẩn ta Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời à, nhắm vườn lộc cha ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử à, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ chắc vẹn toàn. Một lòng chân thối không mòn à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập à, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian à, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự biên. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni à, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, trước khi con thỉnh ngài lên giảng giải bài học ngày hôm nay, con xin phép được lọc phần chánh văn. Dạ, cảm ơn Minh Bát Tha Ná cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Khuất Thác Cá Đi Ca Giá Itibut Thác Cá chương 2, 2 Pháp Phẩm 1 bài 32 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Con xin đọc lại. Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp. Một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là hai? Ác giới và ác kiến. Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp này. Một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này đã được nói đến. Người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ với ác giới và đầy đủ ác kiến, khi thân hoại mạng chung, người có ác trí tuệ, người ấy phải bị sanh vào cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 33 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Ba La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Đầy đủ hai pháp này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai? Giới hiền thiện và kiến hiền thiện. Đầy đủ hai pháp này, này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai? Giới hiền thiện và giới kiến hiền thiện. Đầy đủ hai pháp này, này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng. Ồ, chỗ này là nó lên hai đoạn. Dạ, con sám hối. Là một là người được sanh lên thiên giới. Dạ, con xin sám hối ạ. Con không có đọc bài trước. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ giới hiền thiện, đầy đủ kiến hiền thiện, khi thân hoại mạng chung, người chánh tri kiến, người ấy sẽ được sanh vào cảnh giới cõi trời.
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kinh lễ cung thỉnh Ngài Tệ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Sư Tuệ Đức cùng thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học hai bài. Hai bài kinh nó có sự tương phản với nhau về chi pháp, cho nên chúng ta học hai bài để chúng ta có cái sự so sánh phân tích. Bài kinh này, hai bài kinh này nói đến hai chi pháp. Bài kinh đầu thì nói đến giới và tri kiến ở trong cái ý nghĩa sáu, và bài kinh thứ hai đề cập đến giới và tri kiến trong ý nghĩa tốt. Khi mà nói đến giới và tri kiến trong cái ý nghĩa xấu thì Đức Phật lại dạy rằng thành tựu hai pháp này, một người tương xứng bị rơi vào địa ngục, thế nào là hai ba bậc kiền á, chất xì lên á, samana gato ba pikaya chadithya samana gato. Tức là thành tựu giới xấu xa và thành tựu tri kiến xấu xa. Ở đây, ở trong bản kinh của chúng ta đó thì gọi là ác giới và ác kiến. Thì cái chữ ba bậc cái đó chúng ta xài trong chữ Hán đó, thì dịch là ác. Nhưng mà chúng ta phải hiểu ý nghĩa là xấu xa nữa.
Và ở đây nếu một người mà học Pali thì chúng ta phải chú ý, cái đoạn trên dẫn nhập Đức Phật Ngài dạy rằng duy hi tham mê hi samana gato bốc lộ. Thì Ngài duy hi tham mê hi là xài sử dụng cách số nhiều, sử dụng cách. Vì sao xài dẫn một cách? Vì xài với chữ samana gato, tức là thành tựu hay là hội đủ. Thì ở dưới đó, khi mà Đức Phật nói katame hi duy hi, thì Ngài cũng xài sử dụng cách cho cái câu hỏi thế nào là hai. Cái văn phong của tiếng Bali nó lạ lắm quý vị. Mặc dù trong câu hỏi nhưng mà Đức Phật Ngài vẫn sử dụng cách, là bởi vì ở trên Ngài đã giới thiệu duy hi tham mê hi samana gato rồi, chứ không phải là katamu duy, không có xài đó. Rồi khi mà Ngài đưa ra cái câu đáp đó, thì Ngài vẫn xài sử dụng cách là ba kê hi chất xì lì hi, rồi sử dụng cách ba bí ca giá chất đi thi gia. Bởi chữ si lán đó là danh từ trung tánh, cho nên sử dụng cách đó là e nát. Còn đi thi là danh từ nữ tánh, cho nên sử dụng cách là đi thi gia, thì phải ba bí ca giá. Nhưng mà thôi đi, bỏ qua đi. Chúng tôi hơi bị bệnh nghề nghiệp chút xíu. Nhưng mà nói cái này ra thì nó cũng không có tác dụng gì cho Phật tử chúng ta. Như là quý vị nghe hổng rày học Pali, học ngữ pháp Pali không có, không đi đâu tới đâu hết. Thì bây giờ dù có nói quý vị, ai nói người đã hiểu thôi, cho nên bỏ qua cái đó. Ở đây thưa quý vị, có hai điều mà ở trong cuộc sống của chúng ta, nhất là trong cái cuộc sống tu tập, nó rất là quan trọng. Và ở đây khi Đức Phật Ngài nói đến cái sự suy sụp của chúng sanh Vyasana, Ngài nói có 5 điều. Nhà tí Vyasana tức là suy sụp quyến thuộc, dòng họ tộc đang đông đảo, vây cánh mạnh, nhưng rồi một thời gian trôi qua, người già, bệnh, chết, làm cho quyến thuộc phải bị phân ly, rồi còn lại có một vài người trẻ ở trong dòng tộc trở nên suy yếu, cái đó gọi là quyến thuộc si vong. Hoặc là chúng ta nghe những cái trường hợp như ở Sài Gòn, ở trong một gia đình có cha mẹ và các con cái, nhưng mà dịch bệnh COVID nó giết hại người cha người mẹ,
rồi mấy đứa con lớn. Như vậy còn có một đứa nhỏ, bây giờ nó trở thành kẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không anh, không em. Thì cái đó gọi là quyến thuộc si vong, hay là suy sụp về thân quyến, gọi là vyasana, nhà thiết vyasana. Thứ hai đó, gọi là phogat vyasana, tức là suy sụp về tài sản. Một người đang giàu có tiền, có bạc, nhưng mà vì những cái nguyên nhân có thể là nước lụt làm cho sụp đổ cái ngôi nhà đó đi, bão lụt hoặc là quả quạng, trong một vài giờ nó thiêu cháy cái căn nhà biệt thự đó đi, hay là một người họ có tài sản nhưng mà họ chơi chứng khoán, chỉ trong vòng bữa trước thì còn tài sản làm triệu phú hay tỷ phú, nhưng mà có thể đêm sáng ngày thì họ sẽ khánh tận tài sản. Vì thua lỗ, thì cái đó chúng ta gọi là phô gấp vyasana. Thứ ba là rô gấp vyasana, tức là khánh tận về bệnh tật, suy sụp về bệnh tật. Cái chuyện này nó xảy ra rất thường ở trong cái thời điểm dịch bệnh COVID này. Trong một sớm bàn hộ thành phố, trước đây người ta sống sung túc, bình thường đi lại ai cũng khỏe mạnh, nhưng mà bây giờ thì thứ việc khó biết được lắm. Tức là ngủ đêm sáng ngày, thức dậy thì người nhà ở hàng xóm đã bị nhiễm COVID rồi, rồi bị phong tỏa, giãn cách, cách ly, đưa đi, rồi đi vào trong bệnh viện chữa trị, ở tạm thời hết thì về nhà là người tàn phế, suy sụp, yếu đuối do di chứng để lại. Còn nếu không hết thì chết. Thì như vậy rõ ràng là cái tật bệnh nó làm cho sức khỏe bị suy sụp. Thì ba cái sự suy sụp đó, suy sụp về quyến thuộc, suy sụp về tài sản, suy sụp về bệnh tật, suy sụp do bệnh tật, cái đó nó thuộc về bên ngoài. Nhưng mà có hai cái sự suy sụp mà Đức Phật này nói rằng cái sự suy sụp này rất nguy hiểm, đó là sila vyasana, là suy sụp về giới, và ditthi vyasana, tức là suy sụp về tri kiến. Một người mất mát thân quyến, mất mát về tài sản, hay là suy sụp về sức khỏe do bệnh tật, không vì thế mà người đó chết sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Cái đó nó chỉ đem đến cái khổ trong hiện tại thôi. Nhưng mà suy sụp về giới, về tri kiến thì nó đưa đến cái sự
tái sanh ở khổ cảnh trong tương lai. Cái chữ Niryat như chúng tôi đã nói với quý vị hôm kia, cái chữ Niryat trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng hỏi, ngài Kumarakasva, ngài có nói thuyết cho vua Vayasi nghe, quyến thuộc của đại vương chết sanh xuống địa ngục, không có hở thời gian một chút nào để rảnh rỗi mà đi lên báo mộng cho đại vương. Thế thì tại sao trong vua Bát Sinh nó đi lại làm chim bao, thấy nghe được bốn tiếng kêu Dusanaso và Đức Phật ngài giải thích cho vua nghe, họ là những người sanh vào cái cảnh giới bất hạnh. Thì ở trong bài kệ, mỗi bài kệ đó thì mỗi chúng sanh đọc lên bài kệ trong đó có cái chữ sanh xuống Niryat. Câu hỏi được đặt ra là như vậy, tại sao ở đây chúng sanh ở trong khổ cảnh lại có thể, trong địa ngục lại có thể báo mộng được? Thì hôm đó chúng tôi trả lời, cái chữ Niryat bình thường ở một vài trường hợp thì chúng ta dịch là địa ngục, đồng nghĩa chữ Naraka. Nhưng mà cái chữ Niryat ở đây chúng ta gọi là cảnh giới bất hạnh, chữ Niryat và chữ Ajat nó đồng nghĩa với chữ Apajat. Apajat là Apa và Ajat. Niryat có nghĩa là không có, Apa có nghĩa là lìa xa, Ajat có nghĩa là cái sự hạnh phúc, sự an lạc. Niryat cũng có nghĩa là không có lợi lạc, không có hạnh phúc. Và Apajat cũng có nghĩa là lìa xa cái lời hạnh phúc, cho nên dịch là bất hạnh. Thì như vậy bốn cái cảnh giới bất hạnh đó, là địa ngục Naraka, ngạ quỷ Beta, Súc Sanh Virchana và Atula Asura. Thì như vậy ở đây đó, khi Đức Phật ngài nói rằng một người mà thành tựu về một người có giới suy sụp hay là có ác giới, có tri kiến suy sụp hay là có ác tri kiến, thì tương xứng sanh vào cảnh giới bất hạnh là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Cho nên ở trong cái văn bản đó, thì ở đây Yatha Phát Tăng Nikito E Quang Nia Dê, là chúng ta phải hiểu cái chữ người đó bị tương xứng rơi vào bốn khổ cảnh, chứ không phải chỉ riêng ở cái cảnh giới địa ngục không. Ở đây chúng ta phải hiểu gì. Và ở đây chúng ta hiểu như thế nào gọi là ác giới,
và ác tri kiến. Chữ ác giới ở đây đó nghĩa là cái tánh hạnh xấu, là chỉ cho ba cái ác hạnh, tức là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh. Thân ác hạnh ca giác đúng chơi đi tác là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Còn khẩu ác hạnh ở đây quá chi đưa chơi đi tác là nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích, nhậm nhí. Thì một người nó có hai trường hợp. Một người không có giới và làm những cái việc ác về thân khẩu ý, người đó được gọi là papaka silena hay là papakena silena samanagato. Một người đã thọ trì giới nhưng mà rồi vi phạm cái giới đó, làm cho giới bị lấm đốm, bị vá, bị đứt, bị lủng, vân vân, thì như vậy được gọi là papakena silena samanagato. Cho nên cái chữ ác giới ở đây chúng ta phải hiểu hai nghĩa. Nhắc lại cho quý vị là một người từ nhỏ lớn lên không hề biết giữ giới mà chỉ biết làm các cái điều ác về thân, về khẩu, về ý thôi, gọi là người có ác giới. Nghĩa thứ hai, một người đang giữ giới rồi vì phiền não chi phối cho nên người đó phạm giới, phá giới, như vậy cũng gọi là người có ác giới. Chúng ta phải hiểu hai nghĩa đó. Còn nói về cái tri ác tri ký papikaya đi chi dài đó, là chỉ cho tất cả tà ký sapapi vichha dithiyo papika dithi, tất cả tà ký được gọi là ác ký. Nhưng đặc biệt visesatopanna, nhưng đặc biệt là nói đến ahetukadithi vô nhân kiến, agriyadithi là vô hành kiến, và netnathidithi là vô hữu kiến. Cái này đâu, ba cái kiến này nó nguy hiểm hơn thưa quý vị. Nếu mà nói ác kiến đó, mặc dù gọi là tri kiến xấu xa đó, thì chỉ cho tất cả tà kiến, dù cho là 62 tà kiến
gom lại là thường kiến và đoạn kiến. Tuy nhiên, cái điều nguy hiểm ở đây muốn nói đến ác kiến là chỉ cho một người họ chấp cái vô nhân kiến, tức là họ có cái quan điểm là không có nhân quá khứ. Hiện tại người ta khổ hay vui, sống khổ hay sống hạnh phúc, cái đó là một cái sự ngẫu nhiên tình cờ, chứ không phải là do cái nghiệp ở quá khứ, không phải là do nhân ở quá khứ tạo. Nó không tin, không tin nghiệp tạo ra quả, không tin quả có nghiệp làm nhân. Còn akriya dikhi, tức là vô hành kiến, là người đó họ phủ nhận là hành động là hành động, chứ không có cái gì gọi là hành động thiện, cái gì gọi là hành động ác cả. Một người cầm roi đánh đập đứa bé ăn mày, họ cho rằng đó chỉ là hành động chứ không phải là điều ác. Một người bố thí cho kẻ ăn mày một cái bánh, cái việc làm đó kẻ vô hành kiến nó cũng cho rằng không phải là hành động thiện. Hai hành động nó cho là giống nhau, đánh người và bố thí người ăn xin, đánh người ăn xin, bố thí người ăn xin, cả hai đều chỉ là hành động thôi chứ không có gọi là thiện là ác gì hết. Cái đó là vô hành kiến. Cái này nguy hiểm lắm thưa quý vị. Còn natthika ditthi là vô hữu kiến, là họ cho rằng không có đời sau, không có sự tái sanh, cái gì cũng không có, không có ma, không có quỷ, không có các loài phi dơ, không có quả báo của thiện ác, không có công ơn của cha hay công ơn của mẹ gì cả. Họ cho rằng là sở dĩ có con cái nó ra, nó chào đời đó, là chỉ vì cha của họ, mẹ của họ vì tình dục muốn nhau cho nên giao cấu cho mà có con thôi, chứ không phải là ân đức của cha, ân đức của mẹ gì cả. Họ phủ nhận không cha không mẹ, họ lại phủ nhận không có các vị sa môn và la môn ở trong đời tu hành đắc thiền hay đắc đạo quả chi cả, không có ai đắc hết. Họ cho rằng không có ai ở đời mà tu thành tiên Phật gì hết, họ phủ nhận hết. Nói chung tức là ba cái hạng mà ác kiến đó, ba cái loại ác kiến này nó xuất phát từ cái uche đó, đi thiết là đoạn kiến vô thần. Cái này nó nguy hiểm hơn, nó nguy hiểm hơn. Ma tivitha dithyo bapikatara, trong chương giải nói rằng ba cái loại kiến này
ba cái loại kiến này tệ hại hơn. Chúng ta biết khác, Tara, chữ Tara ở phía sau là tệ hại hơn. Vì giờ người ta có câu nói rằng là nên chấp hữu như tu di mà chấp vô như giới tử. Chấp hữu tức là chấp theo thường kiến, còn chấp vô tức là chấp theo đoạn kiến, theo ba cái đoạn kiến này. Người ta nói rằng thà chấp thường kiến, dầu cho sự chấp đó nó nhiều, nó lớn bằng cái núi tu di, thà chấp như vậy, chứ đừng có chấp cái đoạn kiến. Chấp vô là chấp đoạn kiến, dầu nó nhỏ bằng cái hạt cải. Tại sao? Thường kiến vẫn là tà kiến, nhưng mà một người chấp thường kiến đó, họ tin có linh hồn, tin có bản ngã, tin có vị thượng đế, cái vị thần linh ban phước tha tội, họ tin như vậy, rơi vào thường kiến. Nhưng mà tin như vậy rồi họ cũng vẫn còn biết sống hiền thiện, hiếu kính đối với cha, hiếu kính đối với mẹ. Người đó còn nghĩ đến cái tội phước, bởi vì họ cho rằng hả, mỗi khi mình làm cái điều tội điều phước gì, hai bên vay phát đều có người ghi chép, để mà xuống dưới địa ngục người ta mới lấy cái sổ ghi công đó, ghi chép đó mà người ta diêm dương, họ mới định tội, vân vân. Thì mặc dù cái tri kiến đó, cái cách suy nghĩ đó nó không có đúng với lý nhân quả nghiệp báo của nhà Phật, của Đức Phật, nhưng mà dù sao đi nữa họ tin như vậy, cho nên họ cũng không dám làm cái điều quấy ác, họ làm điều thiện. Người có thường kiến họ vẫn có thể bố thí, vẫn có thể giữ giới được. Cho nên chấp thường kiến thì chỉ có mỗi cái khuyết điểm là về cái tri kiến tà thôi, nhưng mà giới của họ thì vẫn có thể tốt. Còn một người mà chấp đoạn kiến rồi thì thưa quý vị, là họ không kính cha, không kính mẹ, không có bố thí, không có trì giới gì cả, vì họ phủ nhận hết. Cho nên người ta nói nên chấp hữu như tu di mà chấp vô như giới tử là gì. Thì ở đây đó, nói tóm lại là chúng ta phải hiểu rằng cái ác giới này nó có hai, một là không giữ giới, hai là phá giới. Và cái ác kiến này có ba nguy hiểm, tức là vô nhân kiến, vô hành kiến và vô hữu kiến, ba cái đó. Thì ai mà chúng sanh nào mà có ác giới và có ác tà kiến như vậy là tương xứng với cảnh giới bất hạnh sau khi mình chung, tức là sanh vào địa ngục có, sanh ngạ quỷ có, sanh bàn sanh súc, sanh atula có. Cho nên ở trong năm cái pháp mà suy sụp, năm cái điều suy sụp đó, thì trong cái gọi là suy sụp về giới, suy sụp về tri kiến, cái này nó đau khổ nguy hiểm hơn cho chúng sanh. Bởi vì chính do cái giới suy sụp hay là cái tri kiến suy sụp mà có thể sanh xuống dưới khổ cảnh. Còn quyến thuộc suy sụp, hay là tài sản suy sụp, hay là sức khỏe suy sụp, thì bất quá nó làm cho mình đau khổ, mình sầu muộn, sầu nguyên khổ ưu ai ngay trong kiếp hiện tại thôi. Nhưng mà chúng ta không phải vì nguyên nhân mất tài sản mà mình phải bị sanh xuống địa ngục, không phải vì
tử biệt với người thân rồi mình sanh xuống địa ngục, hay là không phải vì mình bắt đầu suy sụp sức khỏe, bị bệnh tật rồi sanh xuống địa ngục, không phải vậy, mà chính do cái sự suy sụp về giới, suy sụp về chi kiến mới rơi vào địa ngục. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái vấn đề thiện giới và thiện kiến. Ở trong bản dịch gọi là giới hiền thiện và kiến hiền thiện. Phát ra kề ná, xì là ní, xì lề ná, xăm mà nà cà tô. Nó đi ngược lại với cái nghĩa trên. Cái nghĩa ác giới, tức là ba cái ác hạnh về thân, về khẩu, vị. Còn cái chữ giới hiền thiện ở đây đó, trước nhất ở trong chú giải nói rằng đó là chỉ cho Sucharita là thiện hạnh, Kaya Sucharita thân thiện hạnh, tức là thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Và chi Sucharita khổ thiện hạnh là miệng không nói dối, không nói chia rẽ, không nói độc ác, không nói vô ích, và mano sucharita ý thiện hạnh ở đây tức là không tham lam, không sân hận, không tà kiến. Nhưng được gọi là giới hiền thiện đó, đối với người cư sĩ thì chỉ cho ba cái loại thiện hạnh, thân thiện hạnh, khổ thiện hạnh, ý thiện hạnh đó. Còn đối với vị xuất gia đó, thì ở đây là chỉ cho Chattuppa Risuddhi Sila, tức là tứ thanh tịnh giới. Tức là một vị xuất gia có cái sự thu thúc trong giới bổn và tìm mốt khi trên Sankvaro, có sự thu thúc trong giới bổn. Thứ hai nữa, Indriya Sankvaro Parisuddhi Sila, tức là thu thúc lục căn, tức là chánh niệm khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, khi suy nghĩ, không để cho tham sân nó sợ. Thì như vậy gọi là thu thúc lục căn. Thứ ba gọi là Achiwa Parisuddhi Sila, tức là giới nuôi mạng thanh tịnh. Một vị xuất gia không có sống tà mạng, cái đó cũng là giới của vị ấy, giới hiền thiện của vị ấy. Và thứ tư là Paccaya Sannisita Sila, tức là cái giới thọ dụng quán tưởng. Vị tỳ kheo đó khi thọ dụng của tính thí cúng dường, giờ là y phục vật thực, trú xứ, sàng tọa và thuốc trị bệnh, thì vị đó không có sự tham đắm, mà xét cho thấy bốn món vật dụng này chỉ là phương tiện dùng để nó hỗ trợ cho mình tu tập thôi, chứ không phải là để tham đắm, để đam mê,
vân vân, quán tưởng như thế. Thì như vậy gọi là tứ thành tịnh giới. Thì người xuất gia đó thì thành tựu tứ thanh tịnh giới được gọi là có giới vị thiện. Còn hàng cư sĩ thì thành tựu về ba thiện hạnh thân khẩu ý thì gọi là có giới vị thiện. Một người có giới vị thiện như vậy nó sẽ thành tựu được những cái lợi ích. Ở trong chú giải thích rằng là cái giới hiền thiện đó nó sẽ là cái nền tảng để giúp cho tu tập thiền chỉ có kết quả Samatha Pavana, hoặc giúp cho thiền quán có Vipassana Pavana. Vì khi mà tu thiền nếu không có giới làm nền tảng đó, thì tâm hối của vị đó sẽ khởi lên, nó bị chi phối làm cho vị này không có tu tập được. Ở trong bài kinh Trạm Xe, tôn giả Mataniputta khi được hỏi, khi được ngài Sariputta hỏi về mục đích của đời sống vọng hạnh, thì ngài nói rằng, ngài trả lời tương tự: mặc dù giới định nó chưa phải là mục đích cứu cánh, giới tịnh, tâm tịnh, trí tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, giới cứu cánh khi nào mà thành tựu được là tri kiến thanh tịnh, tức là bốn đạo ngũ quả, đạo hoa là hán, thì lúc đó mới gọi là cứu cánh. Tuy nhiên không thành tựu giới, không thành tựu tâm tịnh, không thành tựu trí tịnh được. Tại sao? Tôn giả Mataniputta giải thích giống như là vua Basenadi hoặc là vua Bibisara muốn đi từ kinh đô của mình đến kinh đô của nước láng giềng, một chặng đường dài như vậy, sức ngựa không thể đi một chặng đường dài như thế mà không có sự thay đổi. Cho nên trên cái đoạn đường đi người ta để 7 trạm xe. Thì từ Vận Cúc mà đi khoảng chừng 10 giờ tuần thì tới trạm xe thứ nhất là phải cưỡi ngựa. Để đi đến trạm xe thứ hai, trạm xe thứ hai đổi ngựa đến trạm xe thứ ba như vậy thì phải qua 7 trạm xe. Nếu không có trạm xe thứ nhất, nếu bỏ qua cái trạm xe thứ nhất thì không thể nào đến cái trạm xe thứ hai được, vân vân. Cũng vậy, trước hết phải giữ giới, giới rồi mới phát sanh định, tức là tâm tịnh. Rồi khi tâm đã tịnh rồi đó thì lúc bây giờ mới phát triển được trí tuệ gọi là kiến tịnh, vân vân, dần dần đi đến. Cho nên một người cư sĩ hay là người xuất gia mà thành tựu được giới hiền thiện, trước hết là làm nền tảng cho thiền chỉ và thiền quán,
Còn những cái đức tánh khác, tức là ngay trong hiện tại nếu chưa chắc đắc được đạo quả, vị đó mệnh chung vẫn được sanh về những cảnh giới an lạc, sanh về những cảnh giới an lạc. Như là hỏi người của trời, chữ sắc ghê ở đây đó là chúng ta phải hiểu là đồng nghĩa với chữ xuống và tí. Xem sắc cá đồng nghĩa chữ xuống với tí, tức là nhàn cảnh hay khổ ăn lạc. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta lại nói đến vấn đề kiến tịnh. Cái chữ kiến tịnh gọi là pháp đi tài giá đi thi gia, cái kiến hiền thiện. Ở đây cái tri kiến hiền thiện này nó chỉ cho chánh kiến samadhi. Nhưng mà khi nói đến samadhi là chánh kiến thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái trí tuệ mà thấu đáo được, hiểu được cái nghiệp quả gọi là kamasaka sama kamasaka tá nhà nó. Cũng là chánh kiến. Mà hiểu được cái pháp thiện căn thiện, hiểu được cái pháp bất thiện căn bất thiện cũng là có chánh kiến. Hiểu được cái đặc tính của pháp vô vi là vô thường, khổ đau, vô ngã, đó cũng là chứng kiến. Họ thấy biết được, tỏ ngộ được tứ đế, đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ, đó cũng là chánh kiến. Chánh kiến có nhiều lắm thưa quý vị. Nói tóm lại là những cái quan điểm chắc sai lầm nào mà người tà kiến khởi lên thì khi mà một người có trí tuệ và hiểu đúng, đi ngược lại với cái quan điểm sai lầm của người tà kiến thì như vậy gọi là chánh kiến. Thí dụ người có ác kiến thì họ cho rằng ở đời làm gì có quá khứ, có tiền kiếp. Họ không tin, họ không tin là vui hay khổ ngay trong hiện tại là do nhân ở quá khứ tạo ra. Họ không có tin người. Thì ngược lại, người có chánh kiến thì họ biết rằng chúng sanh ở trong đời này có tốt có xấu, có hạnh phúc có đau khổ, có hoàn cảnh khác khác nhau, đều là có thể là do nghiệp của quá khứ người đó đã làm
rồi nghĩa phân loại chúng sanh. Kamang sate vi phát chật tí gia đi đăng hi nắp bên ta chật tí, nghĩa phân loại chúng sanh có tốt có xấu. Thì như vậy người mà hiểu ngược lại với cái người ác kiến đó thì như vậy là có chánh kiến. Hay là một người ác kiến thì họ cho rằng cái hành động đánh đập hay mắng chửi kẻ ăn xin và cái hành động nói an ủi và ban bố chia sẻ cho người ăn xin thức ăn, hai hành động đó đối với cái người vô hành kiến thuộc về ác kiến thì họ cho rằng là không có gọi là thiện hay là ác gì cả. Trong khi cái người có chánh kiến thì họ cho rằng không biết thông cảm mà đánh đập mắng chửi xua đuổi người ăn xin đó là cái hành động ác. Còn khi mà biết thông cảm an ủi và chia sẻ bố thí cho người ăn xin như vậy về hành động thiện, người ta chấp nhận có thiện có ác. Khi thấy một đứa con mà nó mắng chửi cha mẹ hay đánh đập cha mẹ, bỏ đói bỏ khát cha mẹ hoặc là nuôi dưỡng cha mẹ thì cái người có ác kiến họ không cho rằng cái đó là tốt hay là xấu gì hết. Nhưng mà cái người có chánh kiến thì họ cho rằng cái đứa con mà đánh đập mắng chửi cha mẹ, bỏ đói cha mẹ đó là một người ác, tội ác, một tội ác. Còn một người mà kính trọng cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ, làm cho cha mẹ vui trong tuổi già thì như vậy người đó là người thiện. Cái người có chính kiến họ nhìn thấy, họ phân biệt có thiện có ác. Cho nên ở đây chúng ta phân biệt chỗ đó. Còn cái người có ác kiến họ chắc cái gọi là vô hữu kiến, không có các loại quá sanh, không có kiếp sau, không có hành vi thiện ác quả báo, không có quả báo của hành vi thiện ác vân vân. Thì người có chánh kiến họ hiểu ngược lại, đỡ đời này có các cái loại phi nhân quá sanh, có kiếp sau, có quả báo của hành động thiện ác, có ân đức của cha, ân đức của mẹ, như vậy là người đó có chánh kiến. Một người có chánh kiến như vậy thì chính nguyên nhân này họ chết hoặc sanh về cảnh trời, cảnh giới được an lạc. Cho nên ở trong hai bài kinh này thưa quý vị dễ hiểu lắm. Chúng ta chỉ cần nắm hai cái chi pháp bất thiện đó là ác giới và ác kiến. Còn hai cái chi pháp thuộc về thiện đó là nhân để sanh trên cõi trời, tức là thiện giới và thiện kiến. Chúng ta nhớ vậy thôi, đủ rồi. Thì hôm nay chúng tôi trình bày hai cái bài kinh này hầu giúp cho các Phật tử chúng ta hiểu thêm một số thiện pháp nữa. Mỗi một tuần chúng ta học một hoặc hai bài kinh để chúng ta hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, ghi nhớ và thực hành. Đến đây chúng tôi xin dứt vì thời gian đã hết. Bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phước báo cho rộng Nam Mô Phật Thầy. Bhagavato sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa buddha navavanasada sati bhavantu te. Bhagavato sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa dhamma navavanasada sati bhavantu te. Bhagavato sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa sangha navavanasada sati bhavantu te.
Tất cả phương pháp bằng co đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã phổ dung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ đề quả ta sâm ti quý hà rá hoa si ni thu bê gà rê bồ thi gà rê ta hình ta hình tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiền ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha bích ca vô sa ra mi ca đa na pa ti